Rồi, quý vị các bạn thân mến, sau khi trao đổi với ông chủ trẻ của Trà Sang Việt là anh Triệu Triệu A Mành thì bây giờ mình tranh thủ mình vào thăm một cái nhà địa phương mà cái họ vẫn còn đang chế biến trà theo phương thức truyền thống mà gọi là họ gọi là sao trà. Mình mấy cái từ này thuật ngữ này nó rất là lạ lẫm với mình, nhưng mà nhờ có cái bạn giới thiệu này bạn có bạn hướng dẫn cho mình. Dạ, chào chú. Ủa cái mic anh hồi nãy hình như anh ấy anh giữ rồi đó. Dạ. Dạ chào chú. Dạ. Dạ chú tên gì ạ? Dạ chú tên gì? Chú tên đấy. Mà nhà vừa. Chú tên Chiểm Phín. Chiểm Phín. Chiểu Phín hả? Chiểm Phín. Chiểm Phín. Chắc thấy chú có vẻ nói tiếng Kinh chắc cũng không rành á. Cũng được. À, cũng được hả? Dạ dạ dạ. Rồi dạ. Chú có làm trà bao nhiêu năm rồi chú? Năm từ bác bảo từ ngày xưa từ bé hả? Cha là dạ. Từ lao động là nó làm chè. Dạ. Sao chè. Dạ. Tức là bác năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là 57. Bác năm nay 57. Ồ. Bác 57 tuổi bác làm từ bé luôn. Vâng. Từ bé 15 tuổi làm chè. 15 tuổi, ôi gần 50 gần 40 năm. Ý. Đúng rồi, hơn 40 năm, gần 50 năm. Nhà bác ở đây trước giờ luôn. Nhà bác ở đây từ trước đến giờ luôn. Vâng. Bác là Triệu, bác tên Chim. Chiểm Phín. Chiểm Phín. Bác Chiểm Phín. Đây à, anh vào để rồi, xem rồi. Cái sao chè. À đây đây sao chè truyền thống nè, hay quá. Okay, mình thấy chè được bỏ lên trên một cái nia rất là lớn. Cái này gọi là cái mẹt. Cái này gọi là cái mẹt hả? Cái lá trà này là trà gì á bác? Trà san tuyết ạ. À, san tuyết. Đây là cái màu trắng đây là tuyết. Có một lớp lông trắng này này. À. Nó phủ kín ở trên lạnh. Ừ. Trên đường cao lạnh thì nó có lớp màu trắng nó gọi là tuyết, gọi là san tuyết. À, ô ô ô. À, hóa ra là cái lá nó có một cái lớp phủ... Một lớp lông như cái lông kiều á. À. Phủ trắng. Nó có một cái lớp màu trắng này bà con thấy không? Đấy. Ví dụ cái lá xanh này, một bên lá xanh, một bên trắng. Đấy. Rồi cái mặt phía sau nó cũng trắng. Cái khói này. Cái này màu á. Khói này làm chè cũng thơm. Hay quá. Hôm nay là ở trên bản này sao, nhưng mà trên bản là không có chè, không có trà nữa. Ăn. Trà chưa phơi mình cũng có thể uống được không? Uống được, trà xanh mình rất tốt. Mình uống trà tươi luôn cũng được mà đúng không? Ồ. Nhưng mà ở đây mình đâu có sản xuất trà tươi ha? Ở đây có trà tươi. Nhưng mà vì sản lượng nó cũng rất là khó. Nó sẽ dễ bị ẩm mốc. Nhưng cái mẫu đơn của em ở trên kia là hoàn toàn là cái kiểu là bằng nhiệt độ lạnh ấy, làm khô nó y như trà tươi, không cần không biến đổi chất. Ừ. Mình làm khô nhưng mà mình như tươi thôi. Như tươi lại, đấy là sấy lạnh. Mẹ thao. Mẹ thao. Có mẹ thao, có tầm mưa thu. Nên là gia đình mình luôn chứ sao? Gia đình mình luôn. Gia đình ông bác, đây là người nhà truyền thống người Dao đỏ. Cái trà, lá trà này là nó bao nhiêu năm mình biết không? Cái này hái nó khoảng 50 năm đến hơn 100 tuổi, cái trà lớn lộn ta hái đi. À, cả một rừng trà, một nương trà. Nhưng mà nghe nói là trà ở đây là tối thiểu là phải 2-3 năm mới ấy hả? Trà ở đây là tối thiểu là 10 năm thì mới được hái. 10 năm mới được hái? 10 năm thì nó cao bằng này, tại vì không phân, không bón, cứ để tự nhiên. Trời bón là nó sẽ bị làm phải thoái hóa đất, sau là nó sẽ, đất sẽ bị cằn cối, và sau này trồng nó sẽ bị cối và bị chết. Nên là cứ để tự nhiên cây rừng nó lại mọc ra rất là lâu. À, chính bởi vậy cho nên ở đây mà làm hữu cơ là số 1 rồi. Đúng không? Hữu cơ đây là tại vì để tự nhiên. Rất là hữu cơ rồi, quan trọng là phải kiểm tra thanh tra và là chỉnh sửa lại một số là người ta chứng nhận luôn. Ừ. Tại vì đất nó không bị thoái hóa mà nó tự tái tạo lại. Trời ơi, cái trà đây uống mà cái trà lại thấp nhất là phải 10 năm nha, chứ không có 10 năm thì mới hái được. 10 năm mới được hái, tức là những lá trà này. Và cái trà san tuyết này một năm được hái 3 lứa. Một năm chỉ được 3 lứa hái thôi. Mùa xuân này, mùa hè này, vừa đầu thu này. Hái mùa đông là thua là không có. Mọc rất là chậm vì nó tự nhiên mọc những kiểu cây rừng nó vài tháng rồi hái một lứa. Ở đây riêng cái chỗ cơ sở của em á thì một
cái sản lượng mà mình thu hoạch lá một năm mình... một năm cái lá tươi này lá tươi không thôi khoảng 50 tấn. 50 tấn mà từ lá tươi này làm ra cái kia thì nó còn bao nhiêu tấn? Khoảng 10 tấn. Ồ, cứ năm tức là tỷ lệ năm là năm trên một là khi mình sấy thành sấy khô là còn có vậy, bởi vì đâu có lá, đâu có trà tươi đâu uống, đúng không? Đúng rồi. Thứ nhất là vì nó sản lượng nó quá ít. Ủa, có 50 tấn thì tính ra đâu có nhiều đâu. Tại vì có nhiều cơ sở để làm. Có sở làm được 1-200 tấn. Họ bán ở Đài Loan, Trung Quốc, họ làm chè rất là rẻ tiền hơn. Tụi em thì em làm chỉ có làm chè đắt tiền, làm chè cao cấp để khẳng định đẳng cấp. Và thứ hai là tạo ra thu nhập cho bà con nó tốt hơn. Đúng. Cái này, chờ cái này. Rồi, bây giờ đâu mình xem nha. Ôi, cái chảo to dễ sợ luôn. Chảo này chắc bằng gang quá nhỉ. Chảo là gang, chảo Trung Quốc, chảo để sao chè đấy. Nóng lắm nha. Nóng, cẩn thận. Cái này là tươi ha. Tươi. Cái này há gì mình có rửa gì mà. Không cần rửa, vì mưa phát là nó rất là sạch, ở trên không có bụi, biết gì à. Bỏ ra sao luôn hả? Bỏ ra sao? Đây là sao tay còn là sao máy thì có sao máy. Là cái từ nó giống như là sấy vậy hả? Sao tức là diệt men. Chứ cái này không có phơi khô hả? Sao thôi. Sao là khô. Không đem ra nắng coi à? Em không đủ nắng. Đây là làm chè xanh thì làm chè xanh thì nó mới. Mà cháu thì xanh viên mà sẽ. Xanh mà Pung Hai Pung Ai hả? Cái này mà mình ăn sống rồi mình cuốn ăn được. Được. Rất thơm đó. Wow. À, biên đây. Cái này ví dụ như mình ăn món mấy món bự cũng á, ví dụ cuốn cá rồi nữa. Cá rồi ta xuống rồi mình bỏ này. Cá này với dê này, với xào tôm này. Cái này rất tiếc. Ví dụ con cá lóc và bỏ cái này vô trong luộc á, nướng lên bỏ lại. Hôm nay rất là tiếc không mua được tôm, mua được tôm xào chè này, xào tôm ăn rất ngon. Tôm ngậy. Lá chà xào. Tôm ngậy ngọt mà xào cái này hơi đắng, chùm chút chắc chắn ăn rất là ngậy. Nốt vô kìa Thảo, nốt vô món. Cái này là mình sấy bằng tay luôn ha. Trà xào tôm. Sấy đúng không? Sấy bằng tay. Tôm tôm xào lá trà. Cái này mình dùng 1 ký tươi thì sấy lại còn khoảng 300 ngàn. 1 ký được 300, chỗ này được khoảng sợ. À. 1 ký khoảng 1 ký được 200. Cái này là trồng không anh? Dạ. Cái này trồng. Cái trồng. Này trồng. Cái kia là tự nhiên. Cái này trồng nhưng mà không chăm bón, nó vẫn là phát triển tự nhiên. Cho tự nhiên hơn. Hồi xưa bên trồng. Cái này đem về mình đi Sài Gòn kiểu dạng kiểu không được. Ở đây là thời tiết lạnh về dưới đấy thì này mà làm nóng là làm trà lên hen là hơi bị đỉnh. Tâm trong phòng máy lạnh. Ủa, Aman. Con tu bò. Sốp. Ba. Áo cá biểu. Ba mía ha. Mía. Mày mày nữa. Mía. Đó là xà gan kìa. Xà gan kìa. Xà gan kìa. Ờ, thì bánh sẽ là dưa lỗ ta nòm á. Biết sao nó gọi là trà sang tuyết không? Dạ sao? Em nhìn cái lá. Tuyết hả? Lá nó giống bị phủ tuyết vậy thấy không? Nè. Nó bóng bóng này. Nó lên nó trắng trắng này. Một cái mặt bên trong nó là vàng xanh, nhưng cái mặt ngoài nó trắng lên xóa lên như tuyết. Dạ. Nên người ta gọi nó là trà xanh tuyết. Cái này nó hay bút không ta, mấy cái lá già nó đâu hay à. Cái già nó làm như là. Vô trong đây có mấy chị trắng đắng. Trời có nghiêng người ta có làm nghiêng kombucha từ cái này được không ta? Đúng không? Làm trà lên men mà cỡ này là đỉnh cao luôn á. Tốt lắm. Gan dạ dày. Huyết áp. Ồ cái này sao? Xào tôm sao? Tôm rồi trà. Về làm cái món nó hơi độc á. Thay xào lá quế. À, cũng là một cái món hơi bị độc đó. Đúng mà đương nhiên là không tới trà cái này. Trà này là tiền đâu mà đắt lắm.
Đây, hôm kia coi bà con làm, coi người ta đang làm cái gì. Đây. Đây nấu cơm vẫn bằng cái nồi lửa xưa là vui á. Rất là nóng, có lửa nhá. À. Này con này không mệt đâu. Ủa hai cái cành này để làm gì anh? À. Đây là cành tre đấy. Hôm nay đẹp thọ. Ôi nóng. Hơi bị nóng nên là phải. Ủa nóng lắm sao chịu nổi ta? Mà sao quen thì được. Đâu đây bây giờ cho trẻ. Đây là chè búp chè đây. Ồ, cái này mình quang mình lên trên đây mình chụp xuống đẹp lắm nè. Chụp ở dưới trời nè. Dưới trời. Sốc dữ lắm. Hóp quần hết. Tới dù tối luôn. Đây cái búp chè. Một lần thôi. Này phải đảo được tay ha. Phải đảo. Ồ đảo tay. Ồ đảo bằng tay luôn kìa. Ôi mẹ ơi, ôi. Vẫn lửa cái này chắc là mấy anh sao để coi cho mình coi mình biết chứ chắc còn làm họ làm thấy là phải có cái máy giờ cũng có máy điện rồi. À nếu mà sao kia phải có máy. Dạ có máy chứ. Sao cái đây vẫn sao? Nó đảo điện rồi chứ. Sao cái đây vẫn sao được nhưng mà nó mất thời gian lắm. Với lại nó không đều luôn á. Nó coi gì chứ sao đều bằng máy được. Nhưng mà cái này nó lâu nó không củi nó ngon hơn anh. Ngon hơn cái này ngon hơn. Tôi phưa tôi nhà. Đây đây đây. Ôi kìa. Ôi làm bằng tay luôn. Ôi. Nóng chứ. Chưa nóng, chứ. Chưa nóng xíu nóng là không làm bằng tay được đâu. Nổ rồi. Nóng chứ, nóng vẫn nóng. Nóng như người ta vẫn chịu được. Bây giờ nóng. Nóng lắm. Anh thử xem. Nóng nóng chứ sao nóng. Nóng lắm. Nóng nhưng mà người ta quen á, người ta. Nóng 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 nóng, rất nóng ấy, bùng bùng ấy. Cái này bao nhiêu năm rồi anh? Cái đảo này rồi đấy. Chú cho con mượn đảo thử đi. Bao nhiêu năm anh? Có sợ khét không? Đảo này chắc lâu quá. Đảo này lâu lắm rồi, từ hồi xưa. Cho con mượn con đảo thử. Đó lắm. Thôi cười không cần nữa. Bây giờ. Quá. Dạ. Cái cháy đấy. Ủa đảo sao đây? Ồ, nó kéo nó cháy hả? Dạ. Chụp kịp không Quang? Kịp không? Làm lại chứ không. Không làm lại đâu, cháy của người ta ông nội. Ừ. Kịp. Phải không? Rồi. Ok. Giờ để anh vô anh cầm cái anh chụp nha. Rồi ok. Để anh mạnh anh ấy rồi xong anh hốt cái anh thảy đó. Cái rồi. Quang ơi. Máy phải lẹ vô nha. Quang ơi. Ok. Sao chè? Cái ký tí. Biểu diễn. Cái này phải có găng tay. Nóng lắm rồi chú bác. Ồ, hơi nóng á. Đây là diệt men. Diệt men, nó men nó hoạt động. Bây giờ lấy cái nhiệt độ này làm cho men nó ngưng tụ lại. Đấy, tôi làm cho men hoạt động đó. Ồ, nó hơi hít vô tay liền thơm nè. Cái máy này mà nóng nước mới bốc vô một cái là thơm thơm cả cái tay luôn. Đây là cái phương pháp mà sao theo kiểu truyền thống thủ công đó, họ thao bằng tay nhưng mà còn xài cái lò củi nó chính như vậy cho nên là cái trà này rất là ngon. Bây giờ thì nó đã có sản xuất công nghiệp rồi, sản xuất có bán công nghiệp rồi, sẽ có cái máy, sẽ có cái máy để sao. Nhưng mà cho chúng ta thấy lại là vẫn ở đây vẫn còn một số hộ họ vẫn làm thủ công. Còn đây là hộ này là hộ người nhà của anh A Mành. Tại đây sang năm mình sẽ có những cái khu chuyên là làm thủ công sao chè để trải nghiệm. À. Đi hái chè để sao chè. Ồ hay quá, hay quá.
Đây là vò để tạo tạo cánh để dập làm dập các tế bào. Dạ, chú xây qua đây là chú qua đây cho mặt cho chú sáng. Đấy, đúng rồi, đấy. Thì làm dập các tế bào để lúc sau lần hai thì nó thoát nước nhanh hơn. Và thứ hai là tạo ra cái cánh, tạo cánh, đấy, xoăn lại, đấy. Vò nó xoăn lại. Đây là ở đây thôi, sau này ở trên kia sẽ có rất là nhiều thứ rất là sạch để làm, có thể căng tay các thứ, đầy đủ hết. Đây còn là hôm nay không chuẩn bị được. Ủa tại sao mình phải nhồi nó vậy em Mạnh? Dạ. Tại sao mình phải nhồi nó nhỉ? À, đấy là vò để vò béo làm các chất nó biến đổi, với lại nó làm cho cánh chè nó xoăn lại. Lúc sau ra nó xoăn nó đẹp hơn. Và tạo làm dập các tế bào để nó, lúc sau lần hai thì các tế bào đấy bị dập thì cái nước sẽ thoát theo các tế bào đấy ra nhanh hơn. À, nhanh cái này hơn. Mới là lần một thôi. Lát đổ lại lần nữa để sao tiếp. Hai ba lần nữa. 3-4 lần nữa. Nhưng mà một cái lần sao như vậy là bao nhiêu phút thôi? Mỗi lần tùy phút. Thôi. Tức là làm trà này không thể gọi là tính theo phút được vì làm. Nhưng mà làm sao mình nhìn cảm mình nhận, cảm nhận. Làm sao mình nhìn mình biết là lúc nào được. Có nhìn quen, thói quen rồi giờ nhìn tầm như này là theo tiếng tiếng kêu của chè ở trong chảo. Và thứ hai là mùi thơm ra. Đấy. À, thơm lắm này, bắt đầu nó dậy cái mùi thơm lên, rất là thơm. Ủa chị gà điểu đó cả. Rồi. Thôi bây giờ nó còn lại chút xíu à. Còn lại chút xíu đi nữa, tí nữa sau nó còn bé hơn. Đây anh cầm nhé. Cái là sao một đêm đến sáng được khoảng 2 cân. Trời ơi, rất là khó làm được. 2-3 cân. Sao một đêm tới sáng mười mấy tiếng đồng hồ được có 2-3 cân. Trời ơi. Hồi nãy là lúc ban đầu là cây lá nó bao nhiêu ta? Hồi nãy là lúc ban đầu là bao nhiêu cân cái này nó? 2 kg 2. Đấy là 2 kg 2. Khi nó khô hẳn thì được khoảng 200g, 250g. Nó giảm 1/5 mất. Ủa hơn chứ anh, hơn 250g chứ. Đấy rồi, 1 cân, đúng rồi, 450g. 400g. Khoảng 450g. 2 kg rồi, anh nhầm 1 kg. 1 kg thì nó còn khoảng 250g, 300g. Anh nói là kỳ công. Trời ơi, bây trà. Đó rồi, một ngày mình ở nhà mình uống trà nhưng mà mình ít khi thấy bà con cô bác không đợi. Sao trà? Sao trà quý vị dạ. Uống trà cũng chắc chắn là ở thành thị giờ cũng đâu còn nhìn thấy mấy cảnh này nữa. Dạ. Đúng không? Chỉ còn những cái vùng cao này thì còn có chứ còn các cái chắc bây giờ thiệt sự cũng chắc cũng còn hiếm không còn sao trà thì thoảng sao thôi đâu chứ. Cái những hình khách tụi coi thôi chứ sao mà máy hết. Còn Tây là họ thích. Những hình ảnh này là những hình ảnh vô cùng quý giá. Tại vì bây giờ những hình ảnh này nó không còn. Sản xuất công nghiệp rồi, bây giờ làm trà là sản xuất công nghiệp rồi, tất cả những thủ phủ trà của đất nước mình là đều những cái bếp củi này và những cái nồi cái chảo chảo gang lớn như thế này. Đúng á, cái này mà đứng mà chụp được từ trên nhìn xuống là hơi bị đỉnh luôn. Vậy còn không biết leo lên nữa qua. Ngồi đó nữa. Ừ, còn lại cầm. Nặng quá chứ không cho phép rồi. Dạ, em thấy cái vàng này nó cũng yếu yếu. Leo lên xong sửa cho tay. Một là mày không. Chụp tên xuống, hai là mày vô bếp lửa mày chụp dưới lên. Mày chọn đi. Thấy quá hình nó khác biệt chứ. Chụp thấy chụp sang ơi, sang thấy quang lên tự nhiên tự nhiên trong cái chảo này có thêm cái lá trà rất là to. Lá trà sầu mờ sầu heo. Heo sầu trà. Nó tôm sầu trà này là heo sầu trà. Nãy giờ chụp được chân dung của bác không? Khương né nè, Khương né cho ta chụp hình đấy. Đúng qua đây. Đi qua đây, đứng qua đây. Để chụp chân dung của bác nè.
để chụp chân dung của bác cho đẹp. Rồi, ra để chụp chân dung của chú sao trà. Đổi tài luôn. Không sao, không sao. Kể quay chụp ảnh đi, ảnh đẹp quá. Bây giờ thanh niên làm sao kiếm đâu ra một bạn giống như A Mành mà yêu trà còn yêu trà còn hơn yêu vợ. A Mành yêu trà giống như yêu vợ. Không, yêu trà hơn yêu vợ. Ta như yêu vợ hơn yêu vợ. Nó thấy nó khô lại kìa, nó béo béo lại kìa. À, nó khô lại. Đẹp quá. Khoảng bao lâu anh? Khoảng mất khoảng nửa tiếng mà. Khoảng 1 tiếng hơn đấy. Tiếng hơn à. Nó mất tí nữa là tí nữa làm lại thôi. Cho ra là cuốn xong là chiều ra. Không mình cái này là không có ướp gì mà con quá. Không bao giờ ướp gì. Dạ. Đã này để nguyên sơ luôn á. Còn ai về muốn uống đường với chanh nữa thì bỏ đường thêm chanh vô thành là trà đá đường á. Trà đá chanh đường. Cho ra đi, thôi tí nữa. Thôi. Trà chanh đường. Cho ra làm đi, xong ăn cơm. Tí nữa xem dùm. Dạ. Rồi thôi chúng ta xem coi như một nửa công đoạn đi chứ còn phải nữa đó. Sấy phải ít nhất 2-3 lần nữa. Chắc mới phần 3 đoạn đường à. Chưa được phần 3 nữa. Chanh nè, đây ok. Chanh chụp với bác một tấm đi, xa quăng. Cái này mà bưng ra ha, mà xải lên chụp cái đẹp lắm không? Số. Không còn miếng nào. Còn miếng nào. Xải lên cái chụp. Thì chứ. Thôi, cầm lên trên buông xuống á, chụp cái đẹp lắm. Rồi, đây bác, con xin bác. Xin bác với bác tấm hình nè. Quăng. Thì không thì lên trên kia sau, máy kia xong là tí nữa uống luôn. Không, sao này. Thôi, tí mới làm được uống mà. Chắc dạ. Làm lâu. Rồi, lấy cơm xong là chào bác, rồi nhìn cái này, bây giờ có quạt, lấy cái quạt đi. Ờ, không sao, hai anh cầm đấy, cầm đấy. Anh chụp cho chụp bác tấm này. Rồi. Bác luôn. Bác đứng cái con, bác đứng cái con. Đây, đó mình cầm rồi đây. Bác nhìn cái máy kìa bác. Đây. Rồi, nhìn đây nha. Rồi, ok, một, hai, ba, nhìn. Có cái, có thấy cái chảo không? Răng lấy cái rộng cái chảo nữa, ừ, thêm lấy cái chảo. Một, hai. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi. Rồi đây tới cô gái đẹp này rồi. Vô. Vô chụp, tắm lưu niệm. Nè hai đứa vô đứng với chú chụp. Trời mấy hình ảnh này biết bao giờ kiếm ra được. Trời. Ừ. Còn có 2-3 hộ à. Hai đứa nhảy vô đi. Đây chụp đây. Rồi vô đi. Rồi che mặt anh luôn. Che mặt anh luôn. Hấp tay xuống. Hấp tay xuống. Rồi rồi rồi. Hết hư trà ta luôn nè. Để anh lấy máy anh chụp ra. Rồi hai đứa vô nhanh đi. Qua đi. Được anh. Rồi cho Trâm với lại Thảo vô chụp cái. Ok. Đừng kêu chú ơi, đừng kêu chú. Giọng chú khỏe mạnh đi, chú làm những cái trà này để cho bà con của bác ha. Dạ. Ngày mai chú làm. Bác ơi, cho con chụp một tấm hình nha. Đi ra đã. Đứng đó, được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đẹp, đẹp. Ok, nhìn đây. Rồi, bác nhìn con cái nha. Cười, bác ơi. Rồi, đây, dạ, bác. Đúng rồi, rồi, bác cầm vậy được rồi. Bác cười, nhìn tụi con cười. Ok, quá đẹp. Dạ. Rồi, kết thúc đây luôn đi. Ok. Rồi, quý vị các bạn thân mến, đến đây mình xin khép lại cái video này đó. Chúng ta cũng nhìn thấy được một cái ít nhiều một cái quy trình sao trà thủ công truyền thống mà bây giờ đã mai một rồi, thậm chí là không còn nữa. Toàn cái vùng này đâu đó chỉ còn 2-3 hộ giống như vậy thôi, và cũng thật sự thì sao trà cũng làm để bà con nhìn thấy cái để trải nghiệm thôi, và hy vọng sắp tới thì anh Mạnh có thể tổ chức được một cái dịch vụ trải nghiệm sao trà. Dạ cảm ơn bác rất nhiều. Bác chim chiếm chiếm phín hả bác? Hả? Bác thím tên chìm, bác chim phín. Chim phín. Dạ cảm ơn bác chim phín rất nhiều nha. Rồi chúc bác mình khỏe nha. Bác năm nay bạn 57 tuổi. Bác lớn hơn mình có 3 tuổi mà nhìn bác khỏe quá.
Ờ, nhìn mình thấy... Năm 7 tuổi ạ. Năm 7 ạ. Em 53. Ờ, sinh năm 64. 64 hả? Ồ. Ủa sao kỳ vậy ta? 64, 56. 56, anh 56. Em 69, em nhỏ hơn anh 5 tuổi. Dạ. Năm 50 năm gắn bó với nghề làm trà rồi. Rồi, xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Hy vọng là sẽ sớm có một cái loại trà xanh tuyết. Xanh tuyết cổ thụ tại vùng Hoàng Su Phi này. Ở đây là xã Nậm Pin phải không chú? Ở đây là thôn Nậm Pin. Phải không nha em? Đây thôn Nậm Pin. Dạ. Thôn Nậm Pin, xã Nậm Ti, Hoàng Su Phi, Hà Giang. Vô cùng thú vị trong cái buổi cuộc đi trải nghiệm này. Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Xin chào tạm biệt. Có tiêu hoa không? Không ơi, tiêu nhập giao mà. Hai tiêu hoa. Vừa từ nay rồi. Hàng á. Hàng á. Cái mà. Thôi, thay đẹp đi bộ. Có à, có gì lại đâu.